work chứ. Em đang code là có cho đăng ký đúng không? Rồi đây này, đây này, giờ lại cho nó bên phải. Rồi. Màn nhỏ thì em lật được luôn cho nó full. Đó, cái này đi ha. Rồi, cái cho em đang làm là cho đăng ký đúng không? Cho đăng ký là register. Đây. Đọc lại yêu cầu ấy. Này lát có clip nó sẽ rõ ha. Này có sơ bên ngoài là được rồi. À, đâu là yêu cầu nó. Đây. Đổi article ra điều khoản nè, tiếng Việt tiếng Anh luôn. Ok. Bây giờ nè, điều khoản chỗ này. Đúng không? Coi trước chỗ này cái đã. Vậy thì bây giờ á, bây giờ mình mở lên. Mình mở vô cái trang register. Đây, register. Rồi chưa? Mở hai file của nó lên. Rồi, à, cho file table đầu tiên. Đó. Ok ha. Mình có phần module head nè, tới sale, tới custom. Module head thì là trang là trang đăng ký, kiểm tra cảm giác cái trang chỗ này nha. Cái này có dữ liệu vô, tạo tài khoản miễn phí ngay hôm nay. Ok rồi ha. Tức là mấy phần này mình lưu ý mình phải làm chuẩn. Thì ra cái này với này là một nè. Đúng không? Nó sẽ có cái thông báo nè, đăng ký, tạo tài khoản miễn phí ngay hôm nay đúng không? Rồi link những cái trang đăng nhập, kiểm tra thử coi. Rồi đúng rồi, quay lại. Ha, test kỹ từng trên dưới đăng nhập dẫn qua rồi. Là nó là phần này. Phần header là xong như xong rồi nè, đi về trang đăng nhập nè, được không? Số một xíu nữa là phần nội dung, nội dung bỏ qua kiểm tra chân trang đó, chân này code của em đúng không? Phần nào thì em bổ sung. Dạ đúng rồi. Viết cho gọn lại. Rồi. Được chưa? Một đường phút ở đây. Rồi. Bây giờ mình nói tới cái phần nội dung thì mình sẽ có là đăng ký nè, rồi thông tin có ba, có hai phần là email, mật khẩu và cái xác nhận mật khẩu, rồi điều khoản đúng không ta? Cái điều khoản bấm thì mở lên khung này đúng chưa? Rồi giờ là kiểm tra này nha, thử đổi sang ngôn ngữ khác, chấm hỏi lan, xin lỗi, chấm hỏi lan bằng gì đây, với y đúng không? Có đây này ha, enter đó, mà xin lỗi lan bằng n chứ nhỉ, đúng không? Chấm hỏi lan bằng n đã sang tiếng Anh rồi. Khi mình đổi ngôn ngữ á, thì những ngôn ngữ nào chưa dịch đó, nó sẽ kẹp cái thang vô, đúng không? Chỉ lắp in là dịch rồi đúng không? Thì nó chỉ xem nó đang lắp in đó, mấy khác chưa dịch nè, thang hết nè đúng không? Bấm vô các điều khoản thì nó phải dịch luôn như mình luôn là tiêu đề bằng tiếng Việt và chữ đóng dịch thì đúng rồi, còn cái tiêu đề bằng tiếng Việt này là không đúng, dịch không đúng. Tại vì đúng nguyên tắc á, là cái translate của mình á, là article của mình nè, nó phải có cột translate, là dữ liệu mình lấy từ cột translate ra mà, chứ mình không có dịch. Tức là cái chỗ này là mình nói như sao nhỉ, đây thì vô trang admin của này trước, của thằng nail sẹt sóc này, có admin chưa ta? Có rồi đúng không? Rồi điều khoản nè, các điều khoản nè, chỉ có tiếng Việt đi cho dễ nhìn xíu đã. Đây là khi em đăng một cái điều khoản mới lên á, thì em sẽ chủ động dịch tiếng Anh hay tiếng Việt ở đây. Hiểu không? Là cái này lưu trong dữ liệu chứ không phải là cái chữ cố định. Ví dụ như em lưu đây chữ là tiêu đề bằng tiếng Việt nhưng mà tiếng Anh em lưu chữ ABC, em thích vậy á, nó khác nhau chỉ nó của em à. Hiểu thì nó không ta, tức là dữ liệu được lấy từ cái bảng gì ta, cái bảng trên lay ra, trong cái cột trên lay ra, không phải là cái test cố định. Em phân biệt hai loại nha, còn như chữ đóng này là test cố định. Đâu quay lại cái này, chữ đóng là test cố định đúng không? À, thì nó khác. Vậy chỗ này em phải làm lại rồi nha, kiểm tra lại chỗ này, em phải làm lại chỗ này nha. À, thì chỗ này nè là em thể hiện gì biết không? Article gì? Đây đây title á, đúng không? Giả sử như bây giờ nè, điều khoản nè, đây sửa lại là chữ là bên tiếng Việt đi, sửa lại là 111 đây là 222 được rồi, bên tiếng Việt nha. Em lưu lại thì ở đây á, thoát ra đây nha, mình chưa đăng ký mình phải thoát ra rồi, tải lại chỗ này thì ở trang này nè, tải lại đi, bấm lên đây nó phải hiện đây là 111, ở dưới này thì hiện 222 cái nội dung chứ, tiêu đề nè 11 đây là 222 được chưa? Nhưng mà tiếng Anh nó sẽ đổi hình khác được không ta? Nó sẽ phải chỉnh lại rồi, đó là một cái. Rồi bây giờ thầy coi code nè, vậy là hồi phần đó sửa sao để em tự sửa để em nhớ. Rồi bây giờ coi code xử lý của em, code xử lý của em bây giờ trước mắt á, là thầy sẽ làm được vậy hết, là thầy bỏ hết JavaScript trước đã, bỏ JavaScript, kiểm tra JavaScript trước ha, coi là xử lý đúng chưa, chưa có JavaScript gì cả đúng không? Vậy thì bây giờ
À, cái JavaScript có JavaScript hiện hiện cái thông báo gì đây không? Ở đây không? Không có đúng không? không Khi submit form luôn đúng không? yeah. Rồi, vậy thì bây giờ thử nè. Bấm đăng ký. Nó báo là gì? Chưa nhập email. Ha. Rồi. Ok, chưa nhập email. Rồi, thì em cũng đã canh cái vị trí này luôn rồi đúng không? Canh cái thằng Custom task message đúng không? dạ đúng rồi Tăng canh trong đây hả? dạ À, thầy không đưa vào custom, set custom. Tại vì set custom là nó có mặt ở mọi trang. Ở mọi trang luôn, lưu ý nha, ghi rõ là mọi trang, cho nên là nếu như em để đó thì trang nào nó cũng sẽ ảnh hưởng cả. Có một số trang top xanh mình không muốn nằm ở vị trí đó, hiểu không? Nên thầy để đúng cái trang này thôi, nên thầy thêm top xanh nè. Em ghi hoặc nếu em thêm mọi trang á thì em phải tạo một cái last khác mà ở mọi ở trang đó sử dụng. Ví dụ cái last 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 là nó không phải last của cái giao diện này nha, last là tự tạo ra, hiểu không? Và em chỉnh. Ở đây em đặt là Toastbot, nhưng mà tốt nhất em thể sửa ở trang này nè. Đó, chỉ đúng cái trang này có tác dụng thôi. Nghe cái trang này, trang register này, nó sẽ có cái style riêng của nó. À, tốt nhất khi có ta làm dưới thẳng ở đây đi, cứ dưới thẳng ở đây đi. Còn sau này cái người mà leader họ muốn gom gọn làm gì đó thì họ sẽ làm cái chuyện nữa sau. Em cái gì em bổ sung thêm của em đâu để đây em nói chung nha. Quy tắc là em đang code cái trang này thì em chỉ đụng những cái code của trang này thôi, và em chỉ code những cái module mà thuộc trang này thôi nha, chứ không có những module dùng chung nha. Module thuộc trang này là sao? Ví dụ như thầy nói là con số trang, ví dụ như thầy nói là có số trang, ví dụ như là cái trang là deposit chẳng hạn, hay là trang wallet chẳng hạn. Wallet đây, trang wallet nè, bản thân nó có file riêng của nó, file HTML CM, nó có hai bên trong đó nữa. Tức là em được giao một chốt có trang wallet thì những cái có ở trong đây hết luôn, được không ta? Bên ngoài em đừng đụng tới, tốt nhất đừng nên đụng tới, được không ha? Chứ đụng tới lung tung mình nó sẽ dễ ảnh hưởng lẫn nhau đó ha. Rồi, vậy bây giờ cái này tương tự vậy, ẩn reCAPTCHA đúng không? Cái này không biết là như thế nào đúng không? Cho em có gì được, cho em xài được cho ta chưa 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 xài đúng không? Vậy này của bạn khác rồi đúng không? Đó, mình không biết cái nào của ai xài, hiểu thế nó không ta? Nên cái nào của em xài thì em làm để trên trang của em, được chưa? Nó vậy đó, này không biết phải của em hay không nữa, lộn xộn vậy đó ha. Rồi, ok, nhớ chỗ đó. Vậy thì bây giờ nè, custom CSS của mình á, thì em cũng sẽ bổ sung thêm một cái nữa là custom CSS luôn, sẽ custom luôn, tức là tự và custom style style đi cũng được đó. Tức là style của mình ha, đó có ghi chú rõ ràng luôn đúng không? Sửa lại vị trí task button nằm đè lên nút submit, được chưa? Rồi, nó là vậy ha. Rồi, bây giờ submit lại, chưa nhập email ABC, định dạng email không đúng, nhưng mà em không giữ lại, chúng ta đã nhập rồi đúng không? Thiếu đúng không? Phải giữ lại. Rồi, nhập đúng. Em không giữ lại nên nhập sẽ cực nè. Chỉ nhập mật khẩu đúng không? Em nhập lại cái nữa, mật khẩu 111, không nhập xác nhận, mật khẩu không khớp, thầy chưa nhập này mà 111 thì không nhập này, nó phải báo là sao không nhập chứ không không khớp cũng được, thôi kệ đi, không khớp cũng được. Là em báo là chưa nhập luôn, vậy chưa nhập là xác nhận mật khẩu. Thêm cái là chưa xác nhận mật khẩu nữa, mật khẩu không khớp. Giờ mật khẩu 1 1 2 2 2 1 1 luôn, khớp nhau rồi nè, xác nhận. Ủa sao đi mất tiêu rồi, nó lỗi luôn rồi nè, nó đi qua cho em success gì bố số cho nè, em thấy không? Cái này là tại vì em xử lý bằng gì ta, bằng Ajax ở trên này, em xử lý bằng Ajax, em cho exit cái này rồi em trả về return luôn hay sao rồi không biết, tại sao đẩy qua đây nó exit mất tiêu rồi nè, nó cũng mất tiêu rồi, nó không chạy nữa. Có chỗ này exit không, có chỗ này exit không? Em return JSON nó mất tiêu rồi nè. Cái hàm return JSON đây á, là nó sẽ ngừng chạy luôn, trả về JSON luôn. Ủa sao ngừng chạy return JSON đây vậy? Cái này xử lý bằng bằng Ajax hay xử lý gì mà trên xanh là thường ở dưới của trang nó có chứ, sao lại xanh đây được? Cái insert vô này. À, Insert đây để không thể insert được dữ liệu đúng không? Thì ta bạn. sẽ này em go to done, mình có đặt tên như này mà. Em go to done chứ. Em đã được gọi cái hàm này, thì hàm này cái hàm này nằm trong cái if nên em thấy không? Phải là đang truy cập cái đuôi chấm gì xanh á thì tôi mới return về. Còn em đang nhập vô trang web mà em không anh giao diện anh xanh tao đâu biết là gì đâu. Đúng không? Nghe chỗ này mà phải gì đây? Đợt của go to done chứ, đúng không? Go to done, mình đã có cái done rồi. Đúng không? Mình chỗ khác cũng vậy, go to done, mình không có done ở đây được. Còn nó có nó in ra cái gì là chuyện của nó ha. Rồi giờ chạy lại nữa.
Nhưng mà thấy không có vấn đề đó, thầy chưa check cái này. Sao cho được, phải check chứ. chưa Đúng không? dạ Ừ, tại vì quy định mà. 111 111 111 đăng ký. Chưa check. Không biết nó báo gì luôn, nó không báo gì luôn, đúng không? Nè. Nó không giữ lại, mới nhập lại hoài. 111 111 đăng ký. Báo gì hết. Thầy nghĩ là lỗi gì biết không? Cái email thầy đã tồn tại rồi mà không biết sao không báo, phải là báo email tồn tại rồi đó mà không báo thì email khác nha. 111 111 check luôn, đồng ý. Cũng không báo luôn, không biết không có gì chạy ra cả, không chạy được, đúng không? Em lấy check cái này nha, đã check rồi bấm đồng ý mà có lỗi gì đó nó vẫn phải giữ trạng thái check lại luôn nha. Được chưa? Cái này chắc phải kiểm tra lại rồi, em test lại một lần nữa coi nó bị đâu rồi đó, cái vấn đề đâu rồi, chưa được rồi, không chạy được. Đúng không? Nó chạy bằng BB trước rồi, xong rồi mình mới mở cái này ra, mình code bằng gì đó, mình test lại bằng gì đó, bằng Ajax cái nữa, đúng không? Mới được. Thôi, Nhưng sửa mà lại. như JS là em chạy được này. JS là nó chạy được. Thầy kiểm tra BB trước, xong đi thì kiểm tra lại Z, ha. Dạ Giờ vâng. kiểm tra Z luôn cho em luôn cũng được. Chưa chắc là được đâu, tại nãy thầy mới sửa cái kia không biết ảnh hưởng gì không nữa. Mới sửa cái chỗ mà Chưa cho của chắc em đó, à. thử lại, đăng ký nè. Mật khẩu 111 111 tôi đồng ý luôn nè. Đăng ký, chúc bạn đăng ký thành công, đóng thông báo để tiến hành. Ủa, sao thông báo gì như vậy được, đâu được đâu, thông báo phải thông báo tóc xây bằng cái thông báo của cái web này chứ, của cái giao diện này chứ, thông báo gì đâu được. Sao quắc à, em thấy không, nó phải hiện thông báo đúng như cái giao diện này ha, tức là dùng cái alert mà cho em trong cái này mới được ha. Hoặc là thành công thì em hiện qua đi qua trang nào đó chứ hiện như kỳ, mà thông báo thành công cũng không đúng nữa, tại vì email thầy nhớ thầy có email này rồi, bản user thì đã có cái email này rồi nè, email này có rồi nè, mà thầy lại đăng ký lại nữa có nữa nè, không được nè. Một lát đăng nhập vô nhập cái này với cái này, không biết là nhập vô cái nào. Nhưng mà nếu mà làm BSB là cái này thì bên ZS nó Cũng kiểm tra luôn chứ, nó phải kiểm gọi tra luôn tới, này. nó vẫn phải gọi tới 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 thằng, nó vẫn phải phải gọi tới thằng gì đó, thằng thằng API đi mà nó kiểm tra xem tồn tại hay chưa chứ, đúng không? Nè, nó có gọi API mà, bản thân nó là có bot tới mà, cái bot này nè là em đang đi tới cái API nè, đúng không? Kiểm tra nếu mà tồn tại rồi sẽ trả về thông báo lỗi chứ, đúng không? Ừ, cái này bị trùng rồi nè, được chưa? Vậy em phải để chỗ này rồi, nãy đăng ký quá trời luôn nè, vô nè quá trời luôn rồi nè, thấy không, mà nó bị trùng. Được chưa? Rồi em chưa insert cái cột là Register chưa insert nữa, là cái ngày, là lấy cái Ngày time đăng ký. lưu vô ngày đăng ký, kiểm tra kỹ lại nè, ID từ phát sinh đúng không, full name mấy này chưa có, không có gì có bỏ qua hết, được chưa? Có cái email thì lưu email rồi chưa, và mật khẩu thì mời năm rồi. Còn cái ngày đăng ký thì chưa có rồi, sau đây chưa có admin thì không, đúng rồi, chỉ có lưu như đó thôi à, mật khẩu lại email với lại cái ngày đăng ký thôi, em thấy ngày đăng ký được chưa? Rồi cái này thì chạy được nhưng mà là chưa kiểm tra trùng hay không trùng, đúng không? Em phải sửa lại chỗ này ha. Rồi ok, sửa lại cái nữa đi, sửa đi nha.